Hiện giờ em đang học lớp mấy? Lớp 7. Vậy hả? Rồi ba má em có ở bên này không? Dạ ba. Ba thôi, không có má. Chết trong cái trận hỏa mà. Dạ. Cho nên gia đình em qua bên này là để mà được chữa trị. Dạ. Vì ba chị em sang đi đầu đó. Dạ. Các cháu bị thương tới từ 65% đến 75%. Dạ. Cho nên sang đây cái bệnh viện Steiner. Dạ. Là một bác sĩ người Việt Nam. Dạ. Rất là nổi tiếng giúp các em. Dạ. Để mà chữa lành những vết thương bằng cách là lấy ra phía đùi phía chân lên đắp vào các bạn. Dạ. Các cháu hát rất là giỏi. Như vậy là đi qua đây chữa bệnh là bây giờ ở luôn được, có được ở luôn hay là đi về lại? Đã được ở luôn. Dạ. Nhưng mà bây giờ cố gắng để cho đứa đầu học hết 17 tuổi. Dạ. Cho không biết làm sao. Như vậy là có ai giúp đỡ để cho bé và gia đình được ở lại không hả chú? À, về cái phần giúp đỡ đó thì ông Hoàng Quý. Thầy ông Lý Hoàng Quý này. Dạ. Sẽ nói sao? Dạ. Bây giờ có ai giúp đỡ cho gia đình em ở lại được Mỹ không anh Quý? Thật sự ra thì cái vấn đề này cũng rất là khó. Dạ. Tôi đang giúp cho gia đình. Dạ. Thật sự ra thì người mẹ thì chết rồi. À. Chỉ còn ba người con với hai người con mới qua nữa là năm tất cả. À. Với còn một mình cha, nhưng mà tôi đang còn lo giấy tờ, nó gặp nhiều cái khó khăn trong cái vấn đề này, cho nên là để có dịp thì chạy gặp ông ba thì tôi sẽ nói chuyện rõ hơn, tại vì nó cũng có nhiều cái phần rắc rối ở trong. Như vậy là mấy người đó bây giờ sống như thế nào, sống là làm sao? À, sống thì ba phải đi làm hàng ngày. À. Rồi đi làm thì cũng đi làm khổ với vấn đề mà làm những việc nặng, chẳng hạn như là nhân cái pin những người nào khó khăn thì là đi làm. Dạ. Công việc hàng ngày mà thôi. À. Vậy là hiện giờ gia đình em vẫn ở tạm chứ không biết ra thế nào đấy cả. Thì ra tương lai thì không biết như thế nào. À. Nhưng mà hiện bây giờ tức là có ba người con đang cháy đó, đang chuyện cháy đó, tức là họ đang phải đi điều trị. À. Và cần phải có một cái thời gian điều trị. À. Tại vì bây giờ cháy hết sức cả người, tức là ba em đó cháy gần như là cả 80%. Tiền lệ phí đó là ai trả? Tiền lệ phí đó thì của nhà thương với lại có một cái quỹ của nhà nước họ lo. Dạ. Dạ. Nhưng mà trong vấn đề công an việc làm hàng ngày đó, cái sinh ra hàng ngày đó thì ba phải đi làm để kiếm tiền hàng ngày để nuôi 5 người ăn. Cho nên người ta còn có vấn đề rất là khó khăn. Dạ. Tôi với thầy Quý nghĩ là hôm nay cũng là mời Bảo tới đây đó. Dạ. Và Hải Vân tới đây để làm sao có một cái tiếng nói động viên. Dạ. Cộng đồng Việt Nam. Dạ. Còn những người có từ tâm. Dạ. Giúp gia đình này đáng thương và trợ giúp cho các cháu, mặc dù là trong cái thời gian vừa chữa bệnh vừa học, các cháu học rất giỏi. Dạ. Và hiện bây giờ có tới 3 cháu học ở trường West Campus. Và các cháu luôn hai cháu vào. Dạ. Học và luôn luôn được điểm straight A. Dạ. Và các cháu học rất giỏi, các giáo viên rất là thán phục các em, các cháu vừa ngoan vừa biết kính trọng thầy cô, biết kính trọng người lớn, vừa học giỏi nữa. Và chúng tôi thấy rằng tôi cũng như thầy Quý mong rằng Quý Báo có tiếng nói để mà động viên cho cộng đồng Việt Nam chúng ta có thể giúp được. Nếu cộng đồng giúp thì giúp bằng cách nào? Dạ, thì chúng tôi nghĩ rằng cái vấn đề vật chất thì cũng phụ thêm với lợi gia đình. Dạ. Và giúp đỡ về tinh thần là chúng ta có thể khích lệ các cháu để các. Dạ. Cháu học hành. Cái điều mà tôi thấy cần nhất bây giờ đó. Dạ. Là làm sao mà tôi có nói chuyện với một số luật sư miễn phí, và hiện bây giờ luật sư miễn phí đang lo, đang giúp giấy tờ cho gia đình làm sao cho được định cư ở tại đây. Yeah. Cái thứ hai là phải có cái tiền của
xã hội. Tại vì hiện bây giờ các cháu không có một cái đồng tiền nào có xã hội giúp cả. Tại vì gần như hiện bây giờ là chưa được thường trú và đang nằm ở trong cái vòng mà chưa được pháp luật công nhận, chưa có thẻ xanh rõ ràng, chưa được định cư, cho nên chính vì vậy mà chưa có cái tiền xã hội, chưa có một cái tiền nào mà của chính phủ giúp cả. Đó là vấn đề mà khó khăn. Rồi ví dụ như có người ở xa họ muốn giúp thì bây giờ họ liên lạc bằng cách nào để mà được thì họ giúp đỡ? Có nhiều cách. Cái thứ nhất là có thể liên lạc với trực tiếp với gia đình. Gia đình thì ở cái khu Paraman ở sau Bình Pháp đấy thôi. Và có số nhà và số tên điện thoại. Em có nhớ số điện thoại ở nhà không? Nói điện thoại đây có sẽ ấn người xa họ nghe được cái video, đoạn video này sẽ giúp cho gia đình em. 379 9740 379 9740 số nhịp có đầu là 916 là ông Võ Trư. Dạ. Xin đọc lại số điện thoại một lần nữa để cho người ta họ nhớ sao. Không. Quý vị, nếu những vị nào có lòng hảo tâm đang nghe cái đoạn phim này thì quý vị có thể liên lạc với gia đình của em bé này để giúp đỡ. Tại vì em mới qua 2 năm nhưng mà đã rất học rất giỏi, đọc được tới 1 triệu chữ trong vòng 1 tháng. Trong vòng 1 tháng. Xin cảm ơn quý vị. Như vậy mà bây giờ còn 5 em đang học, tất cả các em học đều 4 chấm cả. Tất cả các em. 2 em đầu tiên là ở West Campus ở học High School. Của em đầu tiên đó là học lớp 10. Thứ hai học lớp 9. Và thứ ba là em học là lớp 7 ở tại trường Quốc tế ở đây. Năm nay em mấy tuổi rồi? 2. Giỏi quá hả? Ok, cảm ơn em, cảm ơn anh Quý, cảm ơn chú Thông. Thank you. Yes, he does. Hi.